Cô gái nóng bỏng này vừa tắm rửa sạch sẽ xong thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô ra ngoài mở nhưng lại không thấy ai cả. Vừa vào phòng với bộ váy ngủ gợi cảm, lộ hẳn bầu ngực nóng bỏng để trang điểm trước khi đi ngủ thì có cảm giác như có ai đó trong nhà mình. Thứ đó xoay chiếc gương trêu chọc cô rồi đẩy cô lên giường ABCXZY các kiểu. Hồn ma gì mà biến thái thế không biết. Trưởng nhóm Ken đang tiến hành nghiên cứu mô phỏng cái ghét mã gen tại nhà nhưng lại thất bại. Anh đi ra ngoài cửa sổ và thấy cô gái hàng xóm nóng bỏng đang thay đồ. Cô gái kéo rèm lại trước khi phô bày cơ thể của mình cho anh chàng hàng xóm biến thái xem. Trong lúc tiếc nuối thì Ken dường như đã nhận ra điều gì đó. Anh tiến hành mô phỏng lại và lần này đã thành công. Anh liền thông báo cho Linda cũng như toàn đội nghiên cứu để đến trung tâm bắt đầu tiêm thuốc hiện hình cho con Tinh Tinh nhưng nó đã cắn vào tay Matt và chạy mất. Cả Matt và Ken liền đuổi theo nó và bắn thuốc mê hạ gục con Tinh Tinh. Cả nhóm đưa con Tinh Tinh lên bàn thí nghiệm và bắt đầu tiêm thuốc hiện hình cho nó. Tưởng đã thành công khi con Tinh Tinh bắt đầu hiện dần ra. Nhưng rồi con Tinh Tinh bắt đầu cảm thấy đau đớn, nhịp tim tăng cao. May mắn là nó đã không chết và cơ thể của nó đã hiện ra hoàn toàn. Thuốc hiện hình đã thử nghiệm thành công, thậm chí con Tinh Tinh còn trở nên hiền lành hơn trước. Để chúc mừng cho thí nghiệm thành công, cả đội nghiên cứu đi ăn mừng tại một nhà hàng sang trọng. Tại đây Ken muốn nối lại tình xưa với Linda nhưng bị từ chối vì cô đã có Matt, người to con hơn và chắc chắn là khoai to hơn Ken. Tâm trạng của Ken trở nên tồi đi. Điều này dẫn đến việc tại cuộc họp ở lầu năm góc, Ken đã nói dối về việc thí nghiệm hiện hình vẫn chưa thành công trước sự bất ngờ của Matt và Linda. Ken đã có một nước đi táo bạo là tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người và Ken tình nguyện trở thành vật thí nghiệm. Anh sẽ tàng hình trong 3 ngày và sau đó hiện hình trở lại. Ngày hôm sau thí nghiệm được tiến hành và Ken tự mình tiêm thuốc tàng hình vào người. Sau vài phút cơ thể Ken bắt đầu nóng lên và dần dần biến mất từ thịt cho đến xương và cuối cùng là không còn gì. Ken đã hoàn toàn tàng hình nhưng do cơn đau mà anh đã rơi vào hôn mê. 17 tiếng sau Ken đã tỉnh lại và bắt đầu bước đến gương ngắm thành quả của mình. Mọi người sau đó về nhà để lại mình Saza trực trông Ken. Sự biến thái đầu tiên của Ken bắt đầu từ lúc này khi lợi dụng lúc Saza ngủ quên. Hắn ta đã cởi cúc áo của cô ra. Khi Saza giật mình tỉnh lại thì Ken đã về giường và hắn nói rằng mình chỉ đi lấy cà phê. Janet đi vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn và để chắc chắn rằng Ken không có ở đây. Cô đã dùng kính quét quang học. Có vẻ như mọi người chưa quen với việc có một người tàng hình sống chung với mình. Người tiếp theo thấy khó chịu là Linda khi Ken trêu chọc cô và muốn xếp hình với cô các kiểu. Sáng hôm sau, mọi người tụ tập lại đông đủ vì hôm nay là ngày tiêm thuốc hiện hình cho Ken. Sau khi thuốc vào người Ken bắt đầu có hiện tượng co giật, phổi bị tắc không thở được. Mọi người nhanh chóng sơ cứu cho Ken và hắn ta bắt đầu dừng sốc. Tuy nhiên cơ thể thì vẫn biến mất, thuốc đã không có tác dụng. Để có thể nhìn thấy Ken, mọi người đã làm một chiếc mặt nạ cho hắn. Đã vài ngày trôi qua mà việc nghiên cứu lại thuốc hiện hình vẫn chưa tiến triển. Ken cũng dần trở nên nóng tính và mất bình tĩnh hơn trước. Cũng phải thôi vì phải ở trong một khu vực giới hạn tới tận 10 ngày rồi cơ mà. Thế mới biết đợt dịch Covid vừa rồi bị cách ly tới 14 ngày khó chịu thế nào. Ken ra ngoài buộc người trông coi anh lúc này là Carter thông báo cho mọi người. Ken leo lên chiếc xe xịn của mình và lái ra khỏi khu nghiên cứu. Ken trở về nhà để thư giãn và bắt gặp cảnh cô hàng xóm quyến rũ đang thay đồ. Nhân vật cô hàng xóm này dường như trong phim chỉ có mỗi một nhiệm vụ là rửa mắt cho khán giả thôi hay sao ấy. Ý nghĩ đen tối dần xuất hiện trong đầu Ken khiến hắn làm cái điều mà ai cũng biết rồi đấy. Ken tháo lớp mặt nạ và lẻn sang nhà cô gái hàng xóm. Và rồi như khung cảnh lúc đầu phim, Ken đã hãm hiếp cô. Sau khi thấy Linda đến nhà tìm mình, hắn đã lẻn vào phòng và lấy lại mặt nạ và trở về khu nghiên cứu đúng lúc mọi người đang chuẩn bị vác súng đi tìm hắn. Ken tỏ ra bình thản và nói rằng mình chỉ đi hóng gió một chút. Linda đe dọa rằng nếu Ken còn ra ngoài một lần nữa thì cô sẽ lên báo cáo với ủy ban. Tối đó Linda gặp ác mộng về việc bị Ken hãm hiếp. Cô tỉnh lại vì tiếng chuông điện thoại. Đó là của Matt và anh nói rằng mình đã tìm ra được phương thuốc hiện hình mới. Tuy nhiên nó mới chỉ hoàn thành được 95% và lại thất bại. Tối đó Ferzanh là người trực. Ken đã tìm cách sửa đổi chiếc camera để có thể trốn ra ngoài lần nữa. Hắn đến nhà Linda và vô tình phát hiện ra Linda và Matt đang yêu nhau. Hắn tức giận trở về và đập chết chú chó thí nghiệm. Do cuốn băng đã bị sửa đổi nên mọi người vẫn nghĩ Ken đã ở nguyên trong phòng cả đêm. Tối hôm sau Linda ở một mình và cô có cảm giác như có ai đó ở trong nhà mình. Cô đến khu nghiên cứu và phát hiện ra Ken đã ra ngoài cũng như cuốn băng camera đã bị tráo đổi. Cô liền gọi tất cả mọi người đến khu nghiên cứu và thông báo sẽ cùng Matt tới gặp giám đốc dự án. Ken lẻn đi theo họ và dìm chết ông giám đốc sau khi Linda và Matt ra về. Sáng hôm sau khi nghe tin Linda liền cùng Matt định rời khu nghiên cứu để đến đó thì phát hiện mã thang máy đã bị thay đổi, tín hiệu cũng đã bị ngắt. Toàn bộ đội nghiên cứu đã bị Ken nhốt dưới này. Họ liền đeo kính để truy bắt Ken nhưng cô gái Janet do chậm trễ ở lại phía sau đã bị Ken xiết cổ chết. Hắn thông báo qua loa rằng sẽ giết hết tất cả để không ai có thể tước đi quyền năng tàng hình này của hắn được. Cả nhóm nghiên cứu còn lại Linda, Saza, Matt, Carter và Ferzanh. Họ chia làm hai đội, Linda, Saza và Ferzanh sẽ ở lại để khôi phục mật mã còn Carter và Matt sẽ đi truy bắt Ken. Nhưng bắt được một kẻ mà mình không nhìn thấy quả thật rất khó khăn. Carter đã bị Ken hạ gục ngay trước mắt Matt. Do thằng cha Matt này bắn ngu quá mà. Linda chạy ngay đến cứu Matt kịp thời trong khi hai người còn lại đến chỗ, Carter đang bị thương nặng. Saza để Ferzanh ở lại cầm máu còn cô đến phòng y tế lấy mấy túi máu để truyền. Tuy nhiên cô đã bị Ken bẫy tại đây. Mặc dù đã hất túi máu vào người làm lộ diện Ken nhưng sức cô sao đọ lại được với sức vóc đàn ông.
Cô bị hắn bắn thuốc mê và bị bẻ cổ chết. Phở Danh bên ngoài cũng không thể cứu được Carter. Chỉ còn lại 3 người và chạy đến phòng y tế. Sau khi thấy xác Saza, Phở Danh cũng bị Ken cho bay màu bằng một nhát đâm xuyên người. Matt cũng bị đâm vào bụng và bị thương. Ken đã nhốt cả hai người họ vào trong phòng y tế và Savan hơi lạnh. Matt bất tỉnh còn Linda ngồi khóc vì sự ngu dốt của mình khi từ đầu đã nghe theo Ken nói dối ban lãnh đạo để giờ toàn đội đã chết. Trong khi đó, Ken đang mặc đồ và chế tạo vài quả bom để phá hủy toàn khu nghiên cứu. Linda lúc này tự nhiên thông minh đột xuất đã chế tạo được một chiếc nam châm giúp mở cánh cửa ra. Cô đưa Matt ra ngoài và đốt giấy sửa ấm cho anh rồi chạy đi tìm Ken ngay khi hắn bước vào thang máy để thoát ra. Cô dùng lửa thiêu cháy Ken khiến hắn bị bỏng nặng nhưng vẫn cố gắng trốn chạy. Bình ga đã cạn và Ken lấy lại được lợi thế. Hắn toàn giết cô nhưng Matt đã tỉnh dậy và đến ứng cứu kịp thời. Anh đập thanh sắt vào người khiến Ken bất tỉnh. Đang định dìu người yêu đi thì Ken đứng dậy toàn đập chết cả hai nhưng Matt đã né kịp và khiến cho Ken đập nhầm vào ổ điện. Hắn bị điện giật bất tỉnh. Hai người cố gắng chạy đến dừng quả bom lại nhưng không được. Họ tìm cách leo lên trên ngay trước khi quả bom phát nổ. Mọi thứ nổ tung nhưng may mắn hai người chỉ bị thương nhẹ. Họ leo lên nhưng bất ngờ Linda bị Ken lúc này vẫn còn sống túm lấy. Cô và hắn rơi xuống nóc thang máy. Linda nảy ra kế dùng nụ hôn làm Ken phân tâm và nhanh trí túm cái dây rồi đẩy Ken cùng chiếc thang máy rơi xuống vụ nổ phía dưới. Tên phản diện lúc này đã chết thật sự. Cả hai lên tới phía trên và được giải cứu thành công. Bộ phim kết thúc. Bộ phim phản ánh về mặt tối bên trong con người. Rằng con người sẽ làm gì khi có quyền năng, sức mạnh siêu nhiên. Họ sẽ dùng nó để cứu giúp mọi người như các siêu anh hùng hay là trở thành một kẻ ác, một kẻ phản diện hại người. Điều đó tùy thuộc vào lương tâm của mỗi người trong số chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy like và subscribe nhé!